Rồi giờ là mình đi đâu chị? Dạ, Vàng Xuân. Vàng Xuân hả? Là chỗ ngay của là vùng mà em có gửi cho chị Quỳnh, là cái chỗ mà sạt lở đó. Là... Ừ, ừ. Dạ. Ngồi 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 xích chân, ngồi xích chân. Thì cho chị hỏi là sao hồi xe hồi em dắt đi như vậy thì em lấy bao nhiêu phần trăm? Dạ, em còn lại 1.000 mua hết. Có không? Dạ không. Tại vì cái tiền này á là tiền từ thiện của rất là nhiều người dân cả nước chuyển vào. Có bé nó nhịn ăn sáng 20.000 mà nó chuyển vào ăn cái tiền đó là tội lắm luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Thì chị tại sao mà em... hồi hôm qua em dẫn chị đi nhà một cái bà ấy. Dạ. Chị có cho hai ông bà 8 triệu. À dạ. Thì khoảng 15 phút sau em quay lại em lấy lại 3 triệu là sao? À dạ, để em còn lại chi 3 triệu hết. Đưa điện thoại dạ. cho bé. Không dạ. phải là bà đó nói đâu mà người dạ. dân biết luôn. À dạ. Không báo cho chị. Dạ. Ừ. Là chị cứ nói đi. Thì em đưa đi, bà, ông à, bà dạ. vẫn nói là rõ dạ. ràng là em quay lại em lấy à, trong dạ, clip rồi. Này luôn mà người dân dạ, ở chung quanh đó cũng có chứng kiến luôn này. Dạ nếu mà em có lấy thì chị giật em bây giờ, ông bà nữa. Bây giờ vậy nè, chị dạ. không có cãi với em. À dạ. Trả lại cho chị 3 triệu. Dạ. Trả lại cho chị 3 triệu, không thì đêm nay em không về được luôn. Dạ. Hình công an đồ đang chơi bên hồ đang dạ. bên đây. Dạ, chị đưa em lên công an luôn. Dạ, đợi thì chị cứ đưa em qua. Nếu em có lấy của họ 3 triệu. Ở đây 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 dạ. anh mở clip lên cho bé con. Dạ rồi. Thôi, chị phải không đó. em đừng có nói như vậy tại vì dạ. em chị không biết em là ai hết. Dạ đúng rồi. Nửa đêm nửa hôm em đến khách sạn em dạ. xin chị em ăn để dạ, và đó. Em khóc lóc chị tưởng đâu. Chị dạ, em nói là chị có hai người dân thôi, chị mới thấy em tội nghiệp quá. Nửa đêm nửa hôm em đến khóc lóc thì chị tin em cho nên dạ, chị đi đến chỉ hai người dân thôi. Dạ rồi. Và rốt cuộc là em đi lấy của người ta 40% trong cái tiền từ thiện này đây nè. Clip này. Đưa để đây. Dạ. Đây. Nghe chưa? Đó, bà đang trong clip bà nói là 20 phút sau nó quay lại nó lấy 40% của tôi. Em là tới từ người tới là nói chuyện để quay clip lại. Đó 40%. À rồi thì chị chừng cho em vô lại chị ra nữa. Chị không quan trọng cái việc dạ, này không. Là ở chung quanh đây người dân có chứng kiến. Dạ, em phải trả tiền lại cho dạ, chị. Không, em có lấy. Em phải trả tiền lại cho chị. Dạ, em chị nói em phải trả tiền lại cho chị. Em không cần phải nói một tiếng nào hết. Em phải trả tiền đó lại cho chị. Em có biết đó là tiền từ thiện của rất là nhiều người chuyển qua cho chị không? Dạ. Không dạ không thưa gì hết. Phải em là người lừa đảo. Em phải trả tiền lại cho chị. Chị phải không phải nói. Không, chị phải nói em nói này. Nếu em có dân 3 triệu của họ thì chị dừng vô nhà của họ cho em gặp trực tiếp của họ. Quá họ em... không dám nói. Họ nói với chị ấy là nói cho mọi người nghe thôi. Nhưng mà đừng có nói lại với em. Tại vì sợ dạ. là sau này em không còn dẫn đoàn từ thiện nào vô từ thiện cho họ nữa. Dạ không. Rồi thì nếu chị nếu... chị không nói chuyện với em không trả 3 triệu cho chị thì em sẽ tới số em tối nay luôn á. Chị nói thiệt á. Đó xe đi ra đây. Trở về đây chị về chứ thôi. Dạ thì em có đưa không? Dạ. Em có trả cho chị 3 triệu không? Dạ em có dân cho em có trả cho đó. Chị 3 triệu không? Em có trả không? Đó đúng phải đó chứ. Đây, đây là cái bà hôm qua là mình đưa 8 triệu cho bà nè. Rồi thì chị cho em vô nhà của Di nữa. Chị không cần, chị không cần em phải cho vô nhà đó. Ở xung quanh đây rất là nhiều người dân người ta chứng kiến nói đã rõ ràng như vậy. Còn ba mặt một lời rồi. Bà này cũng nói là bà rất sợ là em sẽ quay lại trả thù. Cái sàn luôn chị hiểu không? Dạ không. Đây là tiền của rất là nhiều người. Còn chị đi không? Có là đưa chị đi luôn. Trong mùa lục bảo là chị bị tội là lừa đảo trong cái sàn luôn. Em biết đó. Cái tiền này là cái tiền chị nói thật với em ăn cái này thất đức lắm. Chị nói thật á, em mà ăn cái tiền này á chẳng bao giờ mà em tồn tại được đâu. Thiệt, bỏ đi là làm người thiệt. Có trả lại cho chị không? Dạ thì em nói nè. Bây giờ chị hỏi có trả lại cho chị hay không? Nhưng em có dân tiền thì em mới nói dân chứ. Có hay không chị không cần biết. Bây giờ em phải trả lại tiền cho chị. Nếu cái chuyện em nói người ta đã nói như vậy rồi mà em còn không thừa nhận. Xe đâu rồi? Bây giờ em có đưa tiền lại cho chị không? Dạ nhiều điều đi chị phải dừng cho em vô gia chứ nhiều em có dân tiền của chị không cần phải dẫn vô nhà tại vì chính mặt bà nói như vậy đã quay clip rồi. Em không có dân thì em có nhiều... hay không thì tự em biết thì em còn em cũng có dân thì em nói thế rồi chị xin cho em vô gia gì đi để có không phải em. Là ngồi bà này nói không em đừng có mà như vậy với chị. Em có trả lại tiền cho chị không? Đây là tiền từ thiện của rất là nhiều người chuyển khoản vô. Chị nói với em một đồng chị cũng phải lấy lại được cho bằng được. Em có trả không? Dạ em cũng... em có trả hay không nói một tiếng có hay không em có dân thì em mới ta nhiều rửa thì chị dân vô nhiều gì có đưa đi cho em công an. Dạ chị dạ. có dân không dạ dự ní là em có dân của gì nữa con dạ. ở trên hương hô á nhận bao nhiêu dạ gì nữa đưa cho em là 3 triệu là chứ thế này chị kỳ lại chuyện tư sản là ra rồi dạ tiền em trả lại cho chị dạ rồi chị sẽ dân lại mới em nói chuyện chị
Dạ. Rồi xe dừng lại. Rồi nhiều nữa là lên nước ngô là chị. Không, lên chị chỉ cần lấy tiền lại thôi, em trả tiền lại cho chị là được. Dạ rồi. Tiền của em đâu? Tiền dạ? Tiền em đã lấy của chị đâu? Dạ đây. Đưa đây. Dạ, 3 triệu. 3 triệu dạ, không có đổi. Cái này là à, của gì? Gì là có đưa cho em là 3 triệu. Có tiêu rồi, đây chưa đủ này. Dạ chưa đủ 3 triệu. Dạ. Thôi em được 1 triệu 9. Rồi chứ kì cái hình nó tạp. Lên trên nơi tụi chứ. Chị này. Nhưng mà chưa có đủ tiền thì em chưa có xuống xe được đâu. À dạ con gửi thì em về em kiếm tiền thêm chị. Không, không có gọi người nha. À, em dạ. Gọi người nhà lên đây trả tiền cho chị. Anh cho lên trên nơi xí. Không đừng lấy không được, chị gọi người nhà đấy, chị điện thoại chị mới rồi. Dạ. Chị điện thoại chị. Em còn đưa xe cho anh nữa thế. Điện thoại chị. Em đưa xe cho anh. Em lấy xe đi cầm mày. Dạ không thì anh em đưa xe cho anh. Bơ xong rồi. Em đi. Bắt chị bảo công an ngược lại để bắt em à? Chị quay về nhà đi, để dạ, không. Em có lấy xác minh cái gì, đưa hình điện thoại ra đây, người ta quay em còn không thèm nhận nữa đó, mà ai mà nhận. Nó chỉ nói thiệt thực với em á. Đâu phải em còn tiền này em vô thì cũng có tồn tại được đâu, cũng trả đề à. Mốt, họ đưa cho em, họ cho em. Nếu hồi sáng mới, nếu đoàn chị con đấy, em sẽ nhờ gia đình nữa. Chị không có thời gian để đi với em. Trả tiền lại cho chị là được rồi. Tại vì tiền này là tiền trách nhiệm rất là nặng. Em á mà không trả tiền lại cho chị là chị phải tự xuất tiền bản thân ra để chị trả vào cái quỹ. Tại vì chị cho sai người. Em hiểu không? Thành ra em phải trả lại cho chị. Quay việc cầm đô có gần đây không đây? Chị đi làm từ thiện chị không dám. Chị nói đúng đó. Chị có dân của họ là em có 8 triệu mà 40% là mấy? 3 triệu 2 thì lấy 3 triệu là được rồi chứ gì nữa. Em có dân của họ là 3 triệu. Thì mẹ cho 8 triệu mới ăn 3 triệu thì còn gì nữa. May là hôm trước mình đi tận nơi tận chỗ á, mình thấy không đúng trường hợp mình không cho chứ không là chết. Vô trong đó đậu. Không à. Vậy nên còn cầm đô mà. Có không? Có. Nhưng mà sao đi được, sao đi.